Thi thể nữ sinh Học viện Nông nghiệp Việt Nam nổi giữa hồ nước trong trường. Công an huyện Gia Lâm, Hà Nội đang điều tra nguyên nhân nữ sinh Học viện Nông nghiệp Việt Nam thiệt mạng, thi thể nổi ở hồ trong khuôn viên nhà trường. Ngày 5 tháng 5, Công an huyện Gia Lâm, Hà Nội cho biết đang phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ liên quan làm rõ nguyên nhân cái chết của nữ sinh Học viện Nông nghiệp Việt Nam, thị trấn Châu Quỷ, huyện Gia Lâm. Trước đó khoảng 18 giờ ngày mùng 4 tháng 5, nhiều sinh viên, người dân Bàng Hoàng phát hiện thi thể nữ sinh nổi trên mặt hồ trong khuôn viên nhà trường nên nhanh chóng báo cho cơ quan công an đến hiện trường. Ngay sau khi đưa thi thể nạn nhân lên bờ, công an huyện Gia Lâm đã phối hợp cùng với các đơn vị nghiệp vụ liên quan tổ chức khám nghiệm hiện trường, ra soát nhân chứng để làm rõ sự việc. Nạn nhân được xác định là TTTU, 22 tuổi, quê ở huyện Mường Khương, Lào Cai, là sinh viên lớp khoa học cây trồng A, khóa 62. Sau khi xét nghiệm COVID-19 khử khuẩn, thi thể nữ sinh được đưa về nhà xác bệnh viện Đa khoa Đức Giang để phục vụ công tác điều tra. Theo cán bộ công an huyện Gia Lâm, qua kiểm tra sơ bộ, nạn nhân không có thương tích